Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm 2024 sau cú sốc đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được đánh giá phục hồi chậm hơn so với các điểm đến khác về số lượng khách du lịch. Năm ngoái, ước tính có khoảng 1,29 tỷ khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, đạt khoảng 88% so với năm 2019. Dẫn đầu là sự phục hồi mạnh mẽ ở Trung Đông, với lượng du khách đến tăng 22% so với 4 năm trước đó. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, so với năm 2019, lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi lên 94% ở châu Âu, 96% ở châu Phi và 90% ở châu Mỹ. Con số tương ứng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 65%. Tuy nhiên, sự phục hồi diễn ra chậm ở Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc, với nhu cầu du lịch phục hồi khoảng 55% so với năm 2019. Mặc dù vậy, tổ chức trên nhận định vẫn còn dư địa đáng kể về phục hồi du lịch trên khắp châu Á, đồng thời lưu ý rằng ngoài sự cải thiện ở thị trường châu Á, nhu cầu bị dồn nén và kết nối hàng không gia tăng sẽ giúp thế giới đạt được phục hồi du lịch hoàn toàn vào cuối năm nay.